안녕하세요. 제 이름은 윤택행님입니다. 오래 전자던 쌀입니다. 저는 예안에서 왔습니다. 감사합니다. Chúc mừng Khánh Linh, chúc mừng em vừa xuất sắc nhận được visa để mới trường đại học Gyeonggi nhá. Vâng, em cảm ơn. Khánh Linh có thể chia sẻ với chị một chút cảm xúc lúc này của em được không? Em cảm thấy mình rất là may mắn và rất là vui khi mà qua 5 tháng nỗ lực thì cuối cùng cũng nhận được tấm visa cầm trên tay ạ. Trường Gyeonggi nổi tiếng là một trường phỏng vấn rất là khó, thì không biết Khánh Linh có muốn chia sẻ về cái buổi phỏng vấn với trường Gyeonggi cho các bạn cũng yêu thích trường đại học Gyeonggi không nhỉ? Dạ, các bạn cứ thoải mái chuẩn bị tinh thần và nộp hồ sơ để chuẩn bị cho mình một cuộc phỏng vấn rất là chu đáo. Thì trường phỏng vấn cũng rất là thoải mái và tập trung vào các câu hỏi về chuyên ngành và về ngữ pháp bài học của mình. Nên là các bạn chỉ cần nắm chắc bài học qua những bài mà cô giáo dạy ở trên lớp thì chắc chắn sẽ phỏng vấn tốt ạ. Chị nghe nói là trường phỏng vấn đầy đủ 4 kỹ năng nghe nói đọc viết đúng không? Vâng ạ. Thế thì không biết là trong cái buổi phỏng vấn thì Khánh Linh cảm thấy ấn tượng hoặc là hay là em có cảm thấy câu hỏi nào khó nhất trong cái buổi phỏng vấn ngày hôm đấy không? Dạ, em thì trường hỏi em câu là đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi có trong đoạn văn ạ. Là Em phải thấy. nói hoàn toàn bằng tiếng Hàn hết đúng không? Vâng ạ. Thế chắc chắn là khả năng tiếng Hàn của Khánh Linh cũng rất là tốt. Không biết là Khánh Linh dự định sẽ học ngành gì tại trường Đại học Gyeonggi nhỉ? Dạ, em dự định học chuyên ngành truyền thông tại trường Kiêu Nghi ạ. Em có thể chia sẻ cho chị một chút lý do tại sao lại lựa chọn trường Đại học Gyeonggi và lựa chọn chuyên ngành truyền thông được không? Dạ, bởi vì là em thích những sự mới mẻ và hiện đại. Và ngành truyền thông hiện nay thì rất là phát triển mạnh mẽ ở cả thị trường Việt Nam và thị trường quốc tế ạ. Và điều đó sẽ giúp em có nhiều cơ hội việc làm hơn trong tương lai. Thế lý do tại sao em lại lựa chọn đi du học Hàn Quốc mà không phải là một quốc gia nào khác? Em yêu thích đất nước Hàn Quốc từ rất lâu rồi ạ. Bởi vì qua các làn sóng K-pop và các bộ phim mới rất là hiện đại, rất hay. Nên là bên cạnh đó thì Hàn Quốc cũng là một nước rất là phát triển, có nền giáo dục tốt. Nên là em muốn đặt chân sang Hàn Quốc để tiếp tục cho mình hành trình du học ạ. Nếu được hỏi về ba bí quyết để chinh phục được trường đại học Gyeonggi thì không biết Khánh Linh sẽ lựa chọn bài bí quyết đấy là gì? Dạ, chỉ có học, cố gắng và tự tin. Tự tin vào bản thân. Nhân dịp năm mới sắp đến rồi và mình cũng sắp chuẩn bị bay sang Hàn Quốc rồi thì không biết là Khánh Linh có điều gì muốn gửi đến bố mẹ không? Con rất tự hào bố mẹ bởi vì bố mẹ luôn tin tưởng con và luôn có hỗ trợ cho con trên mọi hành trình học tập của mình. Sau cái quá trình học tập tại MEP ấy, thì chị tin chắc là Khánh Linh cũng có rất là nhiều các cái kỷ niệm với các thầy cô và các bạn tại trung tâm MEP đúng không? Dạ vâng. Thì không biết ngày hôm nay khi mà đã xuất sắc thành công nhận được tấm visa rồi thì không biết là Khánh Linh có điều gì muốn gửi đến các thầy cô, đến các bạn đã cùng học với mình tại trung tâm MEP không nhỉ? Dạ, em cảm ơn các thầy cô bởi vì là rất tận tình chu đáo và hỗ trợ em rất nhiều trong việc học và giải đã sẵn sàng giải đáp các thắc mắc một cách nhanh chóng và các bạn cũng rất là thân thiện để lại cho em rất nhiều kỷ niệm. Khi mà Khánh Linh đã xuất sắc nhận được tấm visa của trường Đại học Gyeonggi rồi thì chị tin chắc rằng là sau khi mà em đặt chân đến nước Hàn Quốc em cũng sẽ sớm trở thành một sinh viên ưu tú của trường Đại học Gyeonggi Vâng, em đấy. cảm ơn ạ. Hẹn gặp lại các bạn tại du học MEP và trường Đại học Gyeonggi nhé. Nè, cảm ơn đi ta.